trong các chương trình học tập chính khóa ở trên lớp cũng như là các em ôn thi đại học cao đẳng ở các trung tâm lò luyện thì hầu hết chúng ta đều học theo các dạng bài hoặc là trực tiếp làm các bài tập. Điều này dẫn đến các em sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi trả lời những câu hỏi yêu cầu phải đòi hỏi tư duy sáng tạo cũng như là tìm ra được cái mối quan hệ giữa các thành phần địa lý. Trong các cái mối quan hệ của các đối tượng địa lý thì mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên được coi là những mối quan hệ rất điển hình, rất đặc trưng. Nó mang tính địa lý rất rõ ràng. Thế thì gồm những thành phần tự nhiên nào? Những thành phần tự nhiên đó có mối quan hệ chặt chẽ ra làm sao? Tác động qua lại như thế nào? Cái thành phần này ảnh hưởng đến thành phần khác ra làm sao? Và đến lượt nó tác động trở lại như thế nào? Cách để khai thác và tìm ra cái mối quan hệ đó. Thì hôm nay thầy sẽ giúp các em giải quyết những cái nội dung trên. Chúng ta sẽ trực tiếp đi làm rõ những cái đặc điểm cơ bản của tự nhiên. Các cái thành phần tự nhiên có đặc điểm như thế nào? Và đặc điểm đó tác động tới các cái thành phần tự nhiên khác ra làm sao? Thì hy vọng rằng với cách mổ xẻ tiếp cận vấn đề như thế, các em sẽ giải quyết được vấn đề hóc búa nhất, chính là tìm ra và giải quyết được mối quan hệ của các cái thành phần địa lý tự nhiên.